Phan Công Thanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại Sô Dung sẽ ra sao? Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại Sô Dung K super nếu thuộc quyền sở hữu của trùng siêu xe Phan Công Thanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án. Theo luật sư Ngô Việt Bắc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Phan Công Thanh vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối chiếu với quy định tại Điều 174 đối với tội danh này tại Bộ Luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy định hình phạt tiền, có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, do đó, có căn cứ để cơ quan chức năng xem xét thực hiện việc kê biên các tài sản thuộc sở hữu của đối tượng để phục vụ cho quá trình tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, sẽ cần hoàn tất quá trình điều tra để tính toán được mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu đối với hành vi phạm tội của đối tượng, cũng như củng cố, đưa ra kết luận cuối cùng về hành vi phạm tội, từ đó kê biên phần tài sản tương ứng, luật sư cho hay, xong, nếu có căn cứ cho rằng các siêu xe này thuộc quyền sở hữu của người khác thì sẽ không thuộc đối tượng tài sản bị kê biên đối với tài sản đồng sở hữu thì giá trị phần tài sản được kê biên chỉ được thi hành án đối với phần sở hữu tương ứng của bị can bị cáo